Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh. Và như lời hứa thì hôm nay tôi đã có mặt trên phố đi bộ với thời tiết đâu đó khoảng tầm trên dưới 20 độ một tí. Và trên tay mình đây đang là Sergio Nasos và bên này là Herod của perfume The Merli. Và cùng đi xem rằng với thời tiết như thế này và một cái mùi thuốc lá thì mọi người sẽ thích mùi hương nào hơn. Let's go. Mình đang có hai cái mùi dành cho nam ở đây. Chào thì cậu. Có thể cầm thử xem, mình đã xịt ra hai tờ giấy rồi. Thử ngửi xem là với trải nghiệm ban đầu thì mọi người sẽ thích mùi hương nào hơn. Hai bạn có thể đổi với nhau. Cái này cảm giác giống dầu gió. Giống dầu gió ấy hả? Còn cái này thì sang hơn này, cái này thì mùi này hơn. Các bạn có biết, các bạn có muốn đoán thử trong này có cái nốt hương gì nó đặc biệt một tí không? Nếu mà ngửi quen. Chắc là nốt hương của trong dầu gió. Trong dầu gió. Tiết lộ thì đây là hai chai nước hoa có mùi hương thuốc lá. Thuốc lá không ạ? Thuốc lá. Đó. Thì mọi người sẽ thích mùi hương nào hơn? Chữ H đấy hả? Cái lý do vì sao mình lại thích mùi hương này hơn? Cảm giác cái mùi này khá nữ tính. Khá nữ tính? Vâng. Và đây là hai mùi của nam. Vâng, đúng rồi, nhưng mà kiểu người cái mùi này thì có vẻ bạn nam sẽ rất là nữ tính. Nam nữ tính. Thế còn mùi còn lại thì cảm giác như nào? Mùi còn lại cảm giác là kiểu nam dầu gió. Nam rồi. Vâng. Thế còn bạn ý kiến của bạn như nào? Lý do vì sao mình lại thích cái mùi còn lại hơn? Cái mùi này dễ chịu hơn. Cái mùi này hơi nồng. Hơi nồng. Ví dụ, không hợp gu của mình lắm. Nó không hợp gu hả? Ví dụ như kiểu với cái mùi hương mà các bạn thích này thì bạn nghĩ là mới với bạn nam thì sẽ có kiểu phong cách ăn mặc nhỉ? Giống mấy anh tư vấn bất động sản. Không hẳn đâu, giống mấy anh như này. Giống mấy anh như này. Đang trái ngược với hai phong cách nha. Đúng rồi nha. Cái mùi mà nữ tính ấy, giống mấy anh như này. Kiểu ăn mặc thoải mái. Kiểu ảnh bên kia nữa. Có cái mùi dầu gió thì cảm giác giống các chú. Các bác hay dùng. Rồi mình cảm ơn cái chai mà hai bạn chọn là cái chai Herod này. Cái này là brand Việt Nam ạ? Không, đây là đều là nước ngoài hết. Đây là một chai Pháp và một chai đến từ Ý. Nhưng mà chưa có nổi tiếng ở nhiều thị trường Việt Nam hay sao? Đúng rồi, tại vì nó phân khúc nó cũng hơi cao, nó khoảng tầm hơn 5 triệu trong một chai nước hoa nha. Mọi người cũng đang kiểu tò mò. Đây là hai cái chai nước hoa dành cho nam thuốc lá. Kiểu mùa đông mọi người rất là thích dùng, nhưng mà mọi người kiểu muốn xem là cái cảm nhận người lạ như thế nào ấy. Kiểu các anh thì thích là các chị em phụ nữ thích mùi hương nào hơn, kiểu ấn tượng ấy. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhá. Mình đang có hai cái mùi hương ở đây, mình đã xịt ra hai cái tờ giấy rồi. Các bạn có thể cầm, các bạn ngửi thử xem mà các bạn thích mùi hương nào hơn. Đây là hai mùi khác nhau. Cảm giác đầu tiên như thế nào? Mùi dầu gió hả? Ui, lúc ấy cũng có bảo muốn hai bạn nữ cũng bảo giống mùi dầu gió. Mình cảm nhận cũng có. Ở đây cái này có cảm giác là giống mùi dầu gió hơn á. Kiểu nó cay cay ở mầm mua. Có vị của bạn cá đúng không? Tại vì đây là hai chai nước hoa mùi thuốc lá. Có bất ngờ không? Cho bạn này ạ. Không, nhưng mà đúng rồi, thuốc lá ở đây với thuốc lá ngoài đời nó khác nhau mà đúng không? Nhưng mà nếu mà để chọn thì mình sẽ chọn mùi hương nào? Trong hai tờ giấy đấy. Cái này là chữ H. Các bạn nữ, bạn chọn cái nào? Cũng theo ý kiến của bạn nam. Cái lý do vì sao mình cả hai các bạn lại đều chọn mùi này? Có mùi này dễ chịu hơn. Hơi nồng. Mùi kia hơi nồng. Mùi kia tiếng hơi nồng ạ. Mùi này thì nhẹ nhàng hơn. Kiểu nó nhẹ nhàng dễ chịu hơn. Thì mình có một câu hỏi, ví dụ cái kiểu mùi mà các hai bạn thích này thì các bạn nghĩ rằng là kiểu ăn mặc như thế nào? Giống bạn nam hay là kiểu nó có thể lịch sự hơn, suit up hay như nào ạ? Như này phù hợp không? Hay là đã thích rồi thì mùi nào ok. Đúng rồi ạ. Rồi ok, mình cảm ơn các bạn. Thì cái mùi các bạn chọn là mùi hương của perfume The Merli Herod này. Ở đây mình có hai mấy cái vial bất kỳ mùi, các bạn có thể bốc một cái vial mùi bất kỳ nhá. Cứ lấy hai cái cũng được. Xem nhớ đâu biết được mùi yêu thích. Rồi mình cảm ơn nhá. Skin like all around 3 or 5 people. So nobody say yes for me. Okay. Do you want for me? Okay. So you take this two, and you smell it, and you choose what you like more. Do you use perfume? I think this one. I like this one more. Oh really? Yeah. It's so strange.
Uh-huh. Yeah. Do you know the ingredients? No. Oh, really? Do you use perfume? I use perfume, yeah, but only more, so it's like only like nice to have, but not so strong. Oh. So strong, yeah. This one is much strong. Yes. One, I think it's, yeah, it's not so strong, but I like this one more. Okay, so this is the one you like. Okay. Nobody has chooses. Yeah. Do you want to have the vial of perfumes? No. Okay, thank you very much. I'm doing the interview about men perfumes. Can you give me a choice about the perfume? Yeah. Okay. Okay, so here is the two. Okay. Smell and then exchange for each other. In English? We have to talk to you in English. In any language. That's a joke. Yes, English. I like. Are you like it? Exchange it. So, what is your favorite language? This one. More fruits. Yeah. Yes, maybe this one, but it's for men, both. Yeah. Okay, it's very sweet. Yes. Oh, really? Yeah. The ingredient is very special. That's a tobacco. Ah, tobacco. Yeah. Okay. So you both like this one. Okay. It's not very mainstream. Mm-hmm. Oh, it's Paris. Paris? French. Yes. You guys are French? Yeah. Oh my god. My baby, he do speaks French. Really? Yes. Oh my god. Thank you very much. Thank you very much for having me. Vâng, và khả năng kết quả chúng ta sẽ không cần phỏng vấn nữa nhở. Và tỷ số đang là 7-0 dành cho perfume The Merle Haggard. Trời ơi, một con số khá là bất ngờ khi mà mình đi phỏng vấn. Mình nghĩ rằng là dù là top note hay dry down thì Nasos nó vẫn sẽ có được một vài phiếu. Nhưng rất bất ngờ đó chính là Herod giành chiến thắng tuyệt đối luôn. Vì thế thì nếu như bạn đang lựa chọn một trong hai mùi hương này dành cho mùa đông và để cho số đông thích, thì mình nghĩ rằng video này sẽ giúp các bạn chọn được chính xác. Và nếu như thấy video hay là muốn mình phỏng vấn thêm số nào nữa thì bình chọn ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn lại. Đi về đây. Bye bye. Tôi không hiểu tại sao outfit như thế này ấy bảo là outfit giống tôi. Và outfit của ông chủ ảnh thì cũng giống tôi.